Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành AFK. Hiện tại mình đang chai để đi cái thử nghiệm của chú các bạn. Yeah, qua rồi. Mình đi thử nghiệm của chú kịch khung nha các bạn. 36. Rồi cái này chắc chắn qua rồi các bạn. Yeah. Yeah, nói gì đi các bạn. Mình xài thử nghiệm như đây nha, qua rồi. Đúng là thử nghiệm của chú các bạn, khó lắm. Rồi, mình được 8591. Ngon, xin được 3 lần rồi các bạn. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Thử nghiệm của chú khó lắm các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.